Rồi, chào nhà con của anh chị gần xa. Hôm nay con cũng cảm ơn bà con của anh chị đã ủng hộ con clip vừa qua. Hôm nay con cũng không phụ lòng các cô chú anh chị, con đã đi săn lùng chuột được vài cây trang đế quýt. Hôm nay em có khoảng 20 cây trang linh sam, và trong đó có nguyệt quế, khế và mai vàng. Hôm nay cuối clip em có hai cây mai vàng đẹp, mong các chú anh chị xem ủng hộ con tiếp con hai cây mai vàng. Rồi cây trang vàng số 1, có cái củ đế quýt bìm bìm, củ đế quái nha các chú anh chị. Còn nào nó to bằng cái giò cá vậy đó. Số điện thoại con là 0906657080. Quay hết cái tàng cho các chú anh chị xem. Cái này tàng nó cũng khá là đều, được cái củ đế nó quýt. Rồi quay lại củ đế, anh xin cho thông số cái hoành thân đó của nó là 11, đo tổng hai thân là 17, tổng nguyên cái củ đế của nó là 48, cao là 90, tán ngang là 65. Cây số 1 trang vàng lá nhỏ em giao lưu 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc, mong các cô chú anh chị ủng hộ con clip này. Rồi con xin xuống cây số 1, số 1 1,7 triệu con bao ship toàn quốc. Cây số 2 cũng là trang vàng lá nhỏ, cái này bự à, cái này cắt cái bonsai thì thôi thứ nào chịu nổi. Cây này thường chậu các chú anh chị, nó nằm trong cái chậu nhựa đen này luôn đó, chứ không phải là cây ở ngoài đất bứng vô các chú anh chị, nên các chú anh chị khỏi sợ về cái độ cây nó mất sức. Rồi quay kỹ tàn cho các chú anh chị xem, tàn này khá tròn. Vậy coi các chú anh chị thích để tàn chơi thì chơi, còn không thích thì cắt cái bonsai. Đây dần đế của nó này một củ bỏ ra chà bá. Xin cho thông số 18 quanh. Hai thân của nó là 11, tổng luôn cái củ của nó là 32. Cao là 100, tán ngang là 60. Cây số 2 anh giao lưu 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0906 60 0906 65 7080, xin lỗi. Rồi xin xuống cây, cây số 2 em giao lưu 1,3 triệu. Rồi cây số 3 cũng là trang vàng lá nhỏ, cái này cắt xuống bonsai đẹp lắm các chú anh chị. Này cắt xuống bonsai chơi tầng đa. Đây là các chú chị xem nguyên cái dàn cũ của nó nè. Em xin cho thông số, cây này hơi khó đo thông số. Đo nguyên cái cũ nó các chú anh chị là 20, 20 mấy luôn á. Cũ đặt của nó các chú anh chị, còn nguyên cái hành đế của nó. Nguyên cái hành đế của nó là 40. Tán ngang là 70, cao 90. Hàng thần chậu các cái chú anh chị khỏi lo về cái trò, cái khỏi sợ về cái vụ dưới đất bứng lên. Cái này nằm chậu, cây số 3 em giao lưu 800.000, em bao ship toàn quốc, mong các chú anh chị ủng hộ con clip này. Xin cảm ơn rất là nhiều.
Cái này mùa dịch Coca-Cola nên các chú hạn chế đi lại, các chú anh chị chúng ta cùng chung tay đuổi dịch. Nên các chú ở nhà thì cứ mua cây con về ngắm cho nó đẹp. Rồi con xin xuống cây. Rồi tiếp tục là cây trang đỏ lá nhỏ nha các chú anh chị. Quay hết tàn cho các chú, cho cây này tàn khá là tròn. Già dữ lắm già. Cái này cái bộ đế là tươi xanh luôn. Tươi xanh như nồi canh. Bộ đế khá quýt à. Xin cho thông số 18 hoành. Khúc trên đây 14 hoành. Củ 35. Cái củ thôi chứ không chị, còn đo nguyên cái hoành nè, đế dưới đó là 50. Khúc trên đây là 35 nè. Còn dưới đây là 50. Hoành chỗ này 18, trên đây là 14. Tán ngang là 60. Cao 1m2. Cây trang đỏ lá nhỏ. Đây dàn đế nó đây các chú anh chị xem kỹ giùm em. Một củ trà bá luôn, đế sổ đều bốn mặt. Bông trang mà đế như đế mai đó các chú anh chị ơi. Hàng này gắt xuống bông sai thì thôi. Gắt xuống bông sai nè, đánh này làm bay này của anh chị ơi. Cây số 4 em giao lưu 1,7 triệu em bao ship toàn quốc cho các chú anh chị gần xa. Đó, mùa dịch corona này hạn chế đi lại ở nhà mình mua cây nha, mình về mình ngắm nha các chú anh chị. Số điện thoại của em là 0906657080. Chúng ta cùng chung tay đuổi dịch. Tục là cây số 5. Cây này thì nó có cái dàn đế thì thôi khỏi nói luôn. Nè các chú anh chị xem dàn đế của nó nè. Sổ đều. Mà nha, cây này nó có đế lót luôn. Mà trước rồi là có đế đầy đủ hết. Em xin cho thông số. Cây này bự hơn các chú anh chị. 17 hoành. Em đo tuốt trên cây là 16 hoành. Cây này cao là 95. Tán ngang em nó là 75. Cây này tàn khá tròn. Cây số 5. Em giao lưu 1,5 triệu. Em bao ship tới cửa nhà cho các cô chú anh chị. Rồi em xin xuống cây số 5, em giao lưu 1,5 triệu các chú anh chị. Đó. Hàng đế VIP. Cây số 6. Này đế cũ các chú anh chị ơi. Đây xem cũ nó là các chú anh chị. Tròn vo luôn. Em xin cho thông số, chỗ nhỏ nhất của em đó là 13 hoành. Em đo nguyên cái cũ. Nguyên cái cũ là 37. Cao 100. Tán ngang là 60. Cái này tàn tròn vo luôn. Về vô cái chậu xịn xịn là đẹp cây liền. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Rồi dàn đế này cho chị tròn vo một cục nè, rễ cứng nhắc hết trơn nè. Cây số 6 em giao lưu 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Cứ ngồi ở nhà chốt cây em ship, em đi ship tới cửa nhà. Cây số 7 là cây nguyệt. Hôm nay em có một cây nguyệt, cây này các chú anh chị nào qua theo dõi clip em thì biết cái mấy clip trước em có dựng lô nguyệt. Cái này còn có một cây để chứ em bán hết rồi cái này mới đem về chứ không phải là clip trước còn dáng đẹp. Các chú anh chị, cây nằm chậu gần 3 năm,
nuôi từ phôi lên bây giờ nó hành vậy đó các chú anh chị. Em đo chỗ cái An cái eo nhỏ nhất của nó là 15. 16 yếu em tính 15. Cao là 50. Huynh tàn là 65. Đây là mặt tiền của nó này các anh chị. Cây hành phẩm đã háo kẽm ra hết rồi các anh chị, cây hành nguyên khối. Cây số 7 em cho luôn 1.6 triệu, em bao ship toàn quốc cho các chú anh chị, không ship chậu cho các chú anh chị. Em rút chậu ra. Rồi em xin xuống cây. Anh em có một cây khứ răng. Cây này cũng rút chậu các chú anh chị. Hàng em là hàng rút chậu không mấy anh chị thì khỏi lo. Hàng nó có vô kẽm là đã có nuôi là phải trồng trên chậu rồi các chú anh chị khỏi lo. Cây số 8. Khế găng. Em xin cho thông số cái cũ của nó. 33. Hoành thân chỗ nhỏ nhất là 19. Cao 45. Huynh tàn 65. Đây là mặt tiền nè. Rồi các chú chi xem gõ cây. Rồi con xin xuống cây, cây số 8. Con giao lưu 1.3 triệu, con cũng bao xíu toàn quá các chú anh chị. Rồi xin xuống cây. Cây số 9. Linh Sam siêu bông. Dán lắc lượng 3D. Mời các chú anh chị cà phê sáng. Thân lắc lượng 3D các chú anh chị. Hoành 16 hoành. Cao 25. Khuôn tàn 40. Cây số 9 em giao lưu 1.1 triệu, em bao ship toàn quốc. Cây số 10 là siêu mini. Em đo hoành thân của em nó là 13. Em đo cái cũ là 24. Siêu mini mà cái cũ bự dưới à. Rồi các cô chú anh chị xem kỹ cây giùm con. Cầm gần gần nữa chú anh chị xem. Rồi cây số 10 đó. Đây ấm tàn các anh chị, hàng này đã vô hai nước kẽm rồi các chú anh chị. Cái này là Linh Sam 86 hàng green. Cây số 10 giao lưu 1 triệu. Cây 11. Cây me quái. Hoành à, hoành của em nó là 9. Cây này em giao lưu 500.000. Rồi em xin xuống cây. Cây 12. Cây này cũng là Linh Sam 86 cây ghim nha các chú anh chị. Cây nghệ thuật nha các chú anh chị, xem kỹ cây em con nào, nguyên cái bệ đế của nó nè. Đó, cây này đã vô hai nước nhôm rồi các chú anh chị. Chứ cốt cành nó đã bự rồi. Số điện thoại của con là 0906657080. 16 hoành. Cao là 40. Phun tàn là 40. Cây này nè, khoảng 3-4 ngày nữa lá nó ra mới đẹp rồi các chú anh chị. Này nó mới ra lúc nó phúng phúng mà. Tại con vô kẽm còn lạc lá hết đó. Con xài nhôm là nhôm xịn nha các chú anh chị, nhôm đen à, 120.000 ký á. Cho cây nó đẹp, chứ cái này nắng quá mình xài nhôm đen này nó không có bị nóng cây. Cây số 12 con giao lưu 1.3 triệu, con bao ship toàn quốc cho các chú anh chị. Đây là mặt tiền, hàng bao đẹp. Cây
Linh Sam 86 hàng Xiaomi. Xiaomi 11 của anh. Cũ là 17. Phun tàn là 25. Cao 15. Cái số 13 giao lưu 1 triệu hàng siêu mini cho anh chị về hai cái kiếm cái chậu cổ nhỏ nhỏ mình thay vô mình chơi khá là đẹp. Rồi em xin xuống cây 86 riêng Linh Sam 86 hoành 12 hoành cao 30 phun tàn 40. Cây số 14 em luôn 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc. Cũng là Linh Sam 86 các chú anh chị. 15 hoành. Cao 20. Phun tàn 30. Đây là mặt tiền của nó này các chú anh chị. Cây hành phẩm nó vô hai nước nhôm này các chú anh chị. Cây này nó đâm lá ra nữa là ok. Dày tàn hết. Cây số 15 em giao lưu 1 triệu. Cây số 16. Cây này quái nha anh chị, nó có bộ đế khá là quái, hăng lắc lượng 3D, 4D mà không có BD. 12 hoành. Cao 30. Phun tàn 35. Đây bộ đế quái đây. Cây số 16 em giao lưu 1 triệu em cũng bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0906657080. Linh Sam siêu bông. Linh Sam siêu bông hoành thăng. Hoành thăng khiêm tốn là 8. Nguyên cái cũ. Cũ là 22. Cao 35. Phun tàn 33. Cây Linh Sam siêu bông đang rực hoa. Đây là các chú anh chị xem hoa của nó nè. Chà bá luôn. Cây 17 em giao lưu 900 ngàn em bao ship toàn quốc cho các chú anh chị. Hàng này là em đóng hùng không em, các chú anh chị nên yên tâm. Khỏi sợ cây nó bị gãy bị gì hết, em đóng hùng hết. Linh Sam siêu bông, cây quái. 15 hoành. Cao 35. Phun tàn 40. Cành gớt hăng lắc lượng quái. Cây số 18 em giao lưu 1 triệu em cũng bao ship toàn quốc cho các chú anh chị. Đợi đây, mình chẳng máy ở đây. Cây số 19 là cây mai vàng giảo lá gai các chú anh chị, cây giảo ghim luôn. Cây này cao nên to chiều cao nó chứ. Cây này cao khoảng 2 m. Hoành thà hoành em đo tuốt ở trên đây các chú anh chị là 31 hoành, em đo xuống dưới đây là 42 hoành. Tổng cái vàng đế nôm của nó. Tổng cái vàng đế nôm của nó. Là 120, cái này xù với các anh chị, bể xù quá rồi. Đây, xem vàng đế của nó giùm em. Đây nè các anh chị, nó bể xù cục hết trơn rồi nè. Sủ đen cục nữa nè. Cây số 19 này em giao lưu 6 triệu em bao ship toàn quốc cho các chú anh chị. Cây dạo lá gai ghim nha các chú anh chị. Nè, xem lá của nó nè. Dài sọc chào bá không.
Rồi tiếp tục là cây số 20. Cây số 20 là cây mai vàng. Bông này, cây này bông đẹp các chú anh chị. Bông từ 6 cánh đến 12 cánh. Em xin cho hông số. Cái này là 40 hoành. Em đo cái củ đặc của nó. Củ đặc của nó là 68. Em đo chiều cao. Chiều cao là 120. Cái này xù các chú anh chị. Cái này được em hít nó một cái là nó tràn chi nó đâm ra là nó có được hết trơn nè, xù. Dưới đây xù mới nhiều nè. Này các chú anh chị xem nè, nguyên một cục, nguyên một bãi vào bàn tay em luôn. Nguyên cái cục này là đấy đặt quẹo luôn nha các chú anh chị. Cái này em hít nó một cái là nó xù trứng ở trong hăng nó đâm ra luôn nè các chú anh chị. Nè nó đâm ra cục luôn nè. Đây nè. Cây này có dáng hú luôn nha các chú anh chị. Đây nè. Giò nó bỏ qua bỏ lại nè. Nguyên cái cục đặt luôn. Xem kỹ cây em con. Khá là nặng. Cái này mau chơi chia cành đóng liều. Cây số 20 này em giao lô 12 triệu em bao ship toàn quốc nha các chú anh chị. Rồi cây số 20 này cũng là cây cuối clip của em. Cây số 20 này cũng là cây cuối clip của em. Số điện thoại của em là 0906 65 7080. Rồi em xin hết.